Đạp khỏe đi con. Thế thì con quay đầu xe đi. Thưa các bạn, bạn K đang đâm vào tường và không biết phải xoay đầu như thế nào. Mẹ sẽ ra trợ giúp. Xin mời. Xin mời con yêu. Lại bị mắc vào tường. À, K đi mua sữa. À đúng rồi, bé K đi mua sữa giống như chị My nhỉ. Con đạp đi, con đạp đi. Cả đi mua sữa cho mẹ, đúng rồi. Quan sát đường nha, quan sát đường. Lái ra phía giữa, rồi nhìn đường. Rất tốt. Đi thẳng nhìn đường, nhìn đường. Mua sữa ở đâu? À, chiêu chị nào? Giả vờ đi ra mua cho mẹ đi. Có chứ, phải cất xe vào chứ, làm sao để xe giữa đường như này. Dắt xe thôi con, dắt xe, quay lại dắt xe thôi. Không quay được thì nói với mẹ như nào? Mẹ ơi giúp con quay đi đầu. Quỳnh. Ok, xong đi mua sữa cho mẹ nhé, ngoan lắm, đi. À, mẹ cho đi siêu thị nhé. Rồi, tôi hết tiền, xin mời bạn ca xuống xe. Dắt xe vào trong xong đi mua sữa không? Bye bye. Bye bye. Bye bye, ca yêu.